Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có lịch sử phát triển hơn 60 năm. Tiền thân là Thư viện Đại học Văn khoa thuộc Đại học Sài Gòn, thành lập năm 1957. Từ năm 1997 đến nay, Thư viện tiến hành tinh học hóa, phục vụ theo phương thức mở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên tiếp cận dễ dàng nguồn lực thông tin của Thư viện. Hiện nay, Thư viện là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giữ vị trí quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của 29 khoa và bộ môn trực thuộc trường. Hiện nay, Thư viện có hai cơ sở Đinh Tiên Hoàng và cơ sở Thủ Đức. Thư viện cơ sở Đinh Tiên Hoàng tọa lạc tại số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, tổng diện tích 882m2 với sức chứa 330 chỗ ngồi, gồm các phòng, phòng đọc tham khảo và mượn giáo trình, phòng mượn, phòng đọc báo tạp chí, phòng tra cứu dữ liệu, phòng đọc tự do, phòng nghiệp vụ và thông tin thư mục. Thư viện cơ sở Thủ Đức, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức là cơ sở có lượng sách nhiều nhất và đầy đủ nhất của Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Diện tích 1.313m2 với sức chứa 540 chỗ ngồi. Tại cơ sở này, ngoài các phòng phục vụ tương tự cơ sở Đinh Tiên Hoàng, còn có thêm các phòng phục vụ như phòng đọc tham khảo Hàn Quốc, phòng tra cứu đa phương tiện và phòng thảo luận nhóm. Ngoài phục vụ trong giờ hành chính, sáng từ 7:30 đến 11:30 và chiều từ 13:15 đến 17:00, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của bạn đọc, Thư viện mở rộng phục vụ vào một số khung giờ khác như sau. Phục vụ thông tầm buổi trưa từ 11:30 đến 13:15 tại phòng mượn cơ sở Thủ Đức, phòng đọc và phòng báo tạp chí cả hai cơ sở quận 1 và Thủ Đức. Phục vụ buổi tối từ 17:00 đến 20:00 tại phòng đọc và phòng báo tạp chí tại hai cơ sở. Riêng phòng đa phương tiện Multimedia, Thủ Đức phục vụ vào các tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Cả hai cơ sở đều phục vụ với hình thức kho mở, sách được sắp xếp theo khung phân loại BBK theo từng chủ đề, lĩnh vực riêng cùng với các bảng chỉ dẫn, giúp cho bạn đọc có thể tự do lựa chọn, tìm kiếm tài liệu mình cần một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận đến các nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là xây dựng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành một trường đại học nghiên cứu trong tương lai, thì Thư viện thường xuyên bổ sung và cập nhật nguồn tài nguyên thông tin theo các chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học của nhà trường với các loại hình tài liệu như tài liệu tham khảo, giáo trình, luận văn, luận án, các đề tài nghiên cứu khoa học, các báo cáo nghiên cứu khoa học, tài liệu tra cứu và các tạp chí chuyên ngành, cả bản in lẫn bản điện tử, vân vân. Tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2018, kho tài liệu của Thư viện có hơn 215.000 bản tài liệu, tương ứng với gần 95.000 nhan đề. Ngoài ra, Thư viện còn có 73 tên báo và phụ san, 529 tên tạp chí và tập san, 303 tài liệu chuyên đề phục vụ nghiên cứu về tất cả lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của cán bộ, giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên của trường, mà còn thu hút sự quan tâm đến sử dụng Thư viện của bạn đọc ngoài trường. Để nâng cao văn hóa đọc của sinh viên, Thư viện thường xuyên tổ chức các hoạt động triển lãm tài liệu theo chuyên đề, các cuộc thi liên quan đến sách và thư viện. Trong đó, hàng năm Thư viện tổ chức chương trình hội nghị bạn đọc nhằm tiếp thu ý kiến đóng góp, giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng thư viện, cũng như tạo không gian học thuật, giao lưu lành mạnh, bổ ích cho các bạn sinh viên. Hàng năm có hơn 105.127 lượt bạn đọc đến sử dụng thư viện, trung bình mỗi ngày phục vụ hơn 325 lượt. Đặc biệt, vào thời gian cao điểm, mỗi ngày phục vụ hơn 1.239 lượt bạn đọc. Mỗi năm có hơn 35.957 lượt người truy cập vào cơ sở dữ liệu tài liệu toàn văn. Số lượng tài liệu phục vụ bạn đọc trung bình mỗi ngày hơn 488 lượt tài liệu, thời gian cao điểm lên đến 1.350 lượt tài liệu ngày. Trong những năm gần đây, Thư viện tăng cường cung cấp các dịch vụ thông tin hữu ích, hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu của bạn đọc như dịch vụ mượn tài liệu, dịch vụ tìm kiếm thông tin theo yêu cầu, dịch vụ phát hành sách, giáo trình, dịch vụ số hóa và nhận dạng tài liệu, dịch vụ in ấn, ghi đĩa, nối file, chuyển phông chữ tài liệu. Bạn đọc có thể sử dụng một cái dịch vụ mà tôi nghĩ thường các bạn đang có nhu cầu, đó là dịch vụ tư vấn thông tin trực tuyến. Và có thể là một là trực tiếp, hai là có thể là trực tuyến nếu các bạn không đến được thư viện. Bên cạnh đó thì thư viện có kết nối với các thư viện ngoài hệ thống Đại học Quốc gia, ví dụ như là
Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Thư viện Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, hai thư viện kết nối với nhau để có thể chia sẻ được nguồn dữ liệu của hai thư viện, giúp cho bạn đọc có thể tiếp cận được nhiều nguồn tài liệu phù hợp với nhu cầu của các bạn hơn. Để có thể sử dụng tất cả các dịch vụ cũng như nguồn học liệu của thư viện trường và của hệ thống thư viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bạn đọc cần tham gia lớp hướng dẫn sử dụng thư viện vào đầu năm học. Đối với dịch vụ mượn liên thư viện, sau khi lớp học kết thúc sẽ được cấp một tài khoản để truy cập tài liệu điện tử từ xa với mức phí ưu đãi. Đây là website của thư viện, tại đây bạn có thể tra tìm tài liệu của thư viện trong một ô bắc, hoặc bạn cũng có thể được sự hỗ trợ trực tuyến từ thư viện với công cụ chat trên website hoặc gửi email về địa chỉ thư viện a@hcmussh.edu.vn. Fanpage là nơi cập nhật các hoạt động nổi bật, tin tức mới của thư viện như danh sách các bạn trễ hạn, thông tin về hoạt động triển lãm tài liệu theo chủ đề, những chương trình sắp diễn ra của thư viện. Với phương châm phục vụ, vui vẻ, hòa nhã, tận tình, chu đáo, xem người đọc là trung tâm cho mọi hoạt động của thư viện, chúng tôi luôn mong muốn đưa thư viện đến gần với bạn đọc, là người bạn thân thiết hỗ trợ. Hãy đến với Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, các bạn sẽ được khám phá và trải nghiệm nhiều điều thú vị, bổ ích từ những cuốn sách và các dịch vụ của chúng tôi. Thư viện Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chắp cánh cho thành công của bạn.